Đây là cái lồng đèn gia đình Hoàng Kim làm mấy bữa luôn đó nghe. Oh my god. Wow. Mình tưởng cái lồng đèn của mình bự, ai dè cái lồng đèn của mình chỉ bằng cái đuôi của con cá nó thôi con ơi. Mẹ ơi, con không thích con chó này, nó không biết kêu, không biết hót như con chim của em vậy chứ. Con không thích thì đưa tay cho mẹ, con coi con chó này làm được cái gì nghe. Ai nói Hoàng Kim không có lồng đèn trung thu vậy, coi nè. À, cái lồng đèn đẹp quá. Cái lồng đèn của bà cô thì phải bự thôi, còn nhà con kìa năm nay không có lồng đèn chơi hả? Cô đừng có cười nghe, để con kêu mẹ con xách cái lồng đèn ra cho cô coi nè. Nghĩ gì mà nói nhà mình không có lồng đèn, coi hai mẹ con mình vác ra đi con. Ai nói nhà Hoàng Kim năm nay không có lồng đèn vậy? Đây là cái lồng đèn gia đình Hoàng Kim làm mấy bữa luôn đó nghe. Oh my god. Wow. Mình tưởng cái lồng đèn của mình bự, ai dè cái lồng đèn của mình chỉ bằng cái đuôi của con cá nó thôi con ơi. Nếu các bạn thích cái lồng đèn con cá này thì hãy bấm like, đăng ký, ủng hộ cho Hoàng Kim nghe. Trung thu đến rồi, chúc tất cả các bạn nhỏ đều có lồng đèn đi chơi và thật vui vẻ bên gia đình nha. Tạm biệt các bạn. Mẹ về rồi nè, hôm nay mẹ còn có mua quà cho hai chị em nữa nè con ơi. Yeah. Con chọn con chó này. Mẹ đâu con chim này nè mẹ. Con chim này nó còn có thể hót nữa nghe, hay lắm. Đây mẹ mở lên cho con coi. Đó, con thấy chưa? Để hai đưa con chim của em biết hót. Con đó của chị đâu có biết làm gì đâu. Con chó này thật là chán, không có làm được cái gì hết trơn á. Mình không thích nó nữa đâu. Mẹ ơi, con không thích con chó này, nó không biết kêu, không biết hót như con chim của em vậy chứ. Con không thích thì đưa tay cho mẹ, con coi con chó này làm được cái gì nghe. Đó, con thấy chưa, đi con chó nó không thể kêu mà nó có thể kéo dài ra được nè. Còn con chim của em nó kêu chứ nó đâu có thể nào kéo như con chó con. Bởi vì mỗi một con sẽ có một ưu điểm và khuyết điểm khác nhau nghe. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn có thích con chó của mình không? Các bạn hãy bấm like và đăng ký ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.